đồng thời sinh giả chất biến cũng không có bị lôi kiếp chân chính trọng thương. Ba đạo lôi kiếp xuống tới, cả người của hắn khí chất cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, nhất là phù văn hoàng kim tam sao kích trên trán bắt đầu trở lên trên càng ngày càng sáng. Ầm ầm. Đạo lôi đình thứ tư lại tới, căn bản cũng không cho hắn có bất kỳ chậm khẩu khí cơ hội, mà phía bên trên tổ đình kiếp phần cũng đã không có bởi vì Đường Tam chặn lại mấy lần lôi kiếp về sau có chỗ yếu bớt, ngược lại là đang trở lên trên càng ngày càng mạnh. Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp kinh khủng nhất địa phương chính là chỗ này, không đạt mục đích thề không bỏ qua, không đem Đường Tam hủy diệt, lôi đình liền sẽ không ngừng. Đây là toàn bộ vị diện đấu đá. Lôi đình vàng óng lại một lần nữa sáng lâm, tại trong cảm ứng được hỗn độn chi khí về sau, Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp đối với Đường Tam địch ý trở lên trên càng thêm mãnh liệt, chỉ có đem hắn hủy diệt, hỗn độn chi khí mới có thể trở về vị diện bản nguyên. Lần này, lôi đình chi khí tức hủy diệt càng khủng bố hơn, điện xa tàn phá bờ bãi, liền ngay cả thì không chi tháp đối với thời gian khống chế, giống như cũng đã bắt đầu mất hiệu lực, lôi đình càng nhanh phóng tới Đường Tam, không ngăn cách hiệu quả cũng theo đó yếu bớt, càng nhiều hơn nữa chính là không gian tán vỡ, chia cắt hiệu quả cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Thân thể của Đường Tam bắt đầu trở vỡ vụn cùng với gây dựng lại bên trong không ngừng biến hóa, so với trước đó càng thêm thảm liệt. Thế nhưng mà ở trong cơ thể của hắn, âm dương nhị khí bắt đầu luân chuyển, không ngừng rảo sát lấy lực lượng hủy diệt của Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp. Cũng chỉ có âm dương nhị khí ngày như vậy sơ khai thời điểm đó cực hạn năng lượng mới có thể cùng với cái uy năng hủy thiên diệt địa này chống lại. Âm dương luân chuyển, Lam Ngân Hoàng không ngừng mang cho Đường Tam tân sinh lực lượng, sinh mệnh khí tức, để cho hắn không ngừng hoàn thành lấy thân thể gây dựng lại. Đệ tứ đạo lôi đình lại một lần nữa rằng khắp vượt qua. Đã trải qua 4 đạo lôi đình tẩy lễ về sau, thân thể của Đường Tam lại có biến hóa hoàn toàn mới. Khi lần này lôi đình lại xé mở ra thịt của hắn thời điểm, Tinh Tinh mơ hồ nhìn thấy cơ thể của hắn xương cốt kinh mạch, thậm chí là nội tạng đều đã bắt đầu hướng về phía màu vàng kim đang biến hóa. Thân thể của Đường Tam giống như là tại bị trong lôi kiếp rèn luyện lấy, mỗi một đạo lôi kiếp cũng có thể làm cho hắn hoàn thành một lần lột xác. Sự kinh khủng của Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp tác dụng ở trên người của hắn lại ngược lại như là trở thành trợ lực của hắn giống như vậy. Tinh Tinh không biết, chính là Đường Tam lúc này chỗ vận chuyển công pháp, chính là hắn kiếp trước có một cái gọi là bản thể tông môn, chuyên môn tu luyện thể phách, trong đó cảnh giới tối cao liền gọi là vô lậu kim thân. Vô lậu kim thân luyện thành có bất tử bất diệt mà nói, dĩ nhiên không phải bất tử bất diệt chân chính, nhưng lại tuyệt đối là cường hãn nhất luyện thể chi pháp. Bản thể tông vốn là chỉ ở phía dưới thần cấp năng lực, nhưng ở Đường Tam nơi này, trải qua hắn vị này một đời thần vương cải thiện, đã có thể chân chính tác dụng tại trong thần cấp phương diện. Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp giống như là đang trợ giúp hắn không ngừng tu luyện tăng lên. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu như có thể ngăn cản được lối kiếp lực lượng phá hoại, không đến mức thật sự chết đi mới được. Ở thời điểm này, trên mặt của Đường Tam vặn vẹo biểu lộ ra giống như thong thả rất nhiều, giống như thống khổ giảm bớt, hoặc là nó là hắn đã dần dần thích ứng thống khổ. Đệ ngũ đạo lôi đính theo nhau mà tới, mà lần này thân thể của Đường Tam trực tiếp có nửa bên trên liền bị trùng kích rách nát rồi. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể của Đường Tam, một đạo hồng mang sáng lên, lại là một cái huyết mạch lạc ấn nở rộ hào quang. Chính là Đường Tam đằng độ kiêm lúc trước cuối cùng dung nhập chính là cái kia huyết mạch lạc ấn, cũng là huyết mạch lạc ấn thứ 9 của hắn. Đường Tam tại trước khi leo lên trên thủy tinh Thánh Sơn đã đi đến 4 tòa Thánh Sơn khác. Tại đây 4 tòa bên trong ngọn Thánh Sơn, kể cả Thánh Cung của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, cũng bao gồm cả 2 tòa Thánh Sơn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng với Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Như vậy, tòa Thánh Sơn thứ tư cái gì đấy? Đó chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Thánh Sơn. Đúng vậy, hắn dung nhập huyết mạch chi lạc ấn thứ 9, chính là Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Giờ này khắc này, khi mà cái kia hồng quang tụng động thời điểm đó, toàn thân của Đường Tam đã bị một đám màu đỏ thẫm hỏa diễm ôm trọn. Bất Tử Hỏa Phượng kỹ năng thiên phú, dục hỏa trùng sinh bất tử bất diệt. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là yêu quái tộc năng lực cường đại nhất một trong. Thân thể của Đường Tam vẫn như cũ bị lôi đình không ngừng phá hủy, nhưng hắn tự lành năng lực tại trong Niết Bàn trùng sinh gia nhập phía dưới, khôi phục tốc độ thật sự to tăng lên rồi. Đây chính là Đường Tam một cái khác tấn át chủ bài. Cái huyết mạch lạc ấn này cũng đã là hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt lắm, không có cái gì so với Niết Bàn trùng sinh lại thêm có thể làm cho hắn lực lượng bền bỉ tăng cường đấy. Từ đầu đến cuối, Đường Tam cũng không cho là mình có thể đem Kiểu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yêu Thần Kiếp vượt qua, trừ phi là hắn có thể trở lại là thần vương cấp độ, để cho vị diện này không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đây là không thể nào, dù sao lá bài tẩy của hắn lại nhiều, cũng có thời điểm dùng hết, mà quá trình này căn bản không biện pháp tăng lên như vậy. Nhưng mà hắn muốn làm đấy, chính là để cho chính làm hết sức, tiếp nhận Kiểu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yêu Thần Kiếp nhiều hơn một chút. Cái đồ chơi này mặc dù thời tùy thời đều muốn tính mệnh, nhưng thừa nhận càng nhiều, hấp thù càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Đơn giản mà nói, một đạo lôi đỉnh tiếp nhận xuống tới liền có thể tương đương với mấy trăm khổ tu, đây là thần cấp về sau. Với lại, bên trong Kiểu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yêu Thần Kiếp ẩn chứa hủy diệt thuộc tính, đủ để so sánh thần giới lực lượng hủy diệt. Cái này trời ý thế như trước là thần vương cấp độ mới có thể khống chế thuộc tính đặc biệt, có thể tại nơi này giai đoạn liền nắm giữ, cần phải so với Mỹ Công Tử Kim Sắt Kiếp lực lượng của Kim Sắt là có thể quý nhân nhiều, là một trong thủ đoạn áp đáy hòm của Đường Tam trong tương lai. Năm đạo lôi đỉnh đi qua, Đường Tam lúc này Vô Lậu Kim Thân đã tu luyện thành công, nương tựa theo Vô Lậu Kim Thân tăng lên Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn lần nữa gánh vác thứ đạo lôi kiếp này. Nhưng lần này thân thể của hắn ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, cơ hồ là toàn bộ dập tắt tại trong lôi đỉnh phía dưới, nếu như không phải Niết Bàn trùng sinh, chỉ sợ sẽ là thật sự đã chết. Tại trong Kiểu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yêu Thần Kiếp, Đường Tam không có khả năng toàn bộ thân thể cũng tàn vỡ về sau còn có thể trùng sinh. Đây chính là lôi kiếp, không phải bình thường tử vong, mà là tương đương với bị thượng thiên thẩm phán về sau chết đi. Một khi thân thể hoàn toàn tan vỡ, vậy coi như là thật sự chết rồi. 6 lần lôi kiếp đến lúc này cũng đã để cho Đường Tam đại bộ phận át chủ bài đều dùng ra. Nhưng ở lúc này, đệ thất đạo lôi đỉnh lại tới, với lại càng thêm cường đại hơn một tầng. Trên đỉnh đầu của Đường Tam, một con mắt nắm dọc chậm chậm nổi lên, trong đồng tử trắng đen rõ sáng, tiên bắn xa màu trắng đen vầng sáng, đem phía dưới Đường Tam bao phủ ở bên trong, chính là Linh Tê Thiên Nhãn, làm huyết mạch lạc ấn mạnh nhất của Đường Tam. Trước khi xuất hiện siêu cấm huyết mạch, tại đi tới Thiên Đường Hoa về sau, Đường Tam đã đem nó cũng tăng lên tới Cửu Gia đỉnh phong, hiện tại cũng tương đương với đi theo hắn tiến hóa mà tiến vào đến thập giai. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Đường Tam. Tinh Tinh ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắn quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, lúc này sao hỏa này lại còn cười được. Mà cũng liền tại lúc này, hạt sen lúc trước ở trên người của Đường Tam đột nhiên dâng lên một viên, cứ như vậy bị Linh Tề Thiên Nhãn thôn phệ, dung nhập vào bên trong Linh Tề Thiên Nhãn. Đè thất đạo lôi đỉnh giáng lâm, khi nó tại trong hỗn độn chi thủy trước mặt vỡ vụn về sau, trong chớp mắt liền bị một tầng màu trắng đen vầng sáng chính thể ngăn cản lại. Cái vầng sáng màu trắng đen này đương nhiên là Cát Hùng Lưỡng Cực lĩnh vực của Đường Tam. Cái này khống chế khí vận lĩnh vực đương nhiên không có khả năng ngăn cản lôi kiếp, nhưng lại như là phiền lọc, lại loại bỏ một bên lôi kiếp. Một màn kỳ dị xuất hiện khi mà cái lôi đình này đã trải qua Cát Hùng Lưỡng Cực lĩnh vực loại bỏ về sau, vậy mà trở nên trên ôn hòa rất nhiều. Trong lĩnh vực có một tầng khí thức giống như dung nhập vào lôi kiếp nội bộ, để cho lôi kiếp ngang ngược biến thành trì độn, giống như là cái gì đó dao động bất định. Chính là dưới tình huống như vậy, vốn là cực kỳ hùng mãnh để thất đạo lôi đình phân tán về sau sáng lâm tại trên người của Đường Tam. Đã trải qua lục đạo lôi kiếp tẩy lễ về sau, thân thể ban đầu liền cường hãn phi thường. Đường Tam lần này chống đỡ được, mặc dù như cũ là bình đầy thương tích, nhưng thân thể lại là phá nát đều không có, so với ngăn cản phía trước hai đạo lôi kiếp thế mà dễ dàng không ít. Nhưng mà một đạo lôi kiếp này chống đỡ được, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn ánh sáng cũng mở đi mấy phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là sắc mặt đại biến, hắn cao giọng giống sân: "Thủy Tinh, không thể đó!" Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc này cũng đã vẻ mặt ngốc trệ, giao hoàn này đang làm gì? Nàng bởi vì liền ở bên người Đường Tam cho nên cảm thụ rất là rõ ràng. Đường Tam đó là đang làm cái gì sao? Hạt sen bên trong ngưng tụ chính là Thiên Hồ tộc không biết bao nhiêu năm ngưng tụ số mệnh tinh cầu, cũng là bên trên Pháp Lam Tinh thuần túy nhất khí vận, không có cái chủng loại mặt trái kia. Lúc này thì Đường Tam dùng chính mình Linh Tề Thiên Nhãn dung hợp thần khí vận may đi ngăn cản lôi kiếp, thời điểm bị lôi kiếp bổ trúng bộ phận này, khí vận tự nhiên là dung nhập trong lôi kiếp, sau đó lại tán loạn giữa thiên địa, tương đương với bị vị diện thu hồi. Cách làm bây giờ của Đường Tam vậy mà giống như là tái hối lộ Pháp làm tình vị diện, cho nên vừa rồi cái này một đạo lôi đình cứ như vậy trở lên trên nhu hòa rất nhiều, giống như là vị diện 10 phần hưởng thụ. Cái này cũng được sao? Tại mới vừa rồi tới đến Thiên Đường Hoa thời điểm, Đường Tam liền đã đếm rõ ràng rồi, lần này bên trong Thiên Đường Hoa hạt sen hết thảy có 18 quả. Trước mặt của hắn sở dĩ không làm như vậy, là vì không cho thiên hổ đại yêu hoàng có một chút chó cùng rất dậu. Cùng với lúc cũng đã là vì thế để cho thân thể của mình lại thêm rõ ràng tiếp nhận cường đại hơn lôi đình, từ đó hoàn thành tẩy lễ đối với thân thể của mình. Nhưng mắt thấy thân thể liền muốn ngăn cản không nổi rồi, một chiêu này tự nhiên là muốn xuất ra đến. Bị hối lộ về sau, Kiều Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp quả nhiên dễ ngăn cản hơn nhiều. Đương nhiên lôi kiếp muốn hủy diệt Đường Tam dự tính ban đầu không thay đổi, nhưng loại này khí vận hối lộ đối với vị diện mà nói, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chính như lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói như vậy, thiên hồ tộc không ngừng tụ ra khí vận tại trong thiên hồ Thánh Sơn. Đối với yêu quái tộc cùng với tinh quái tộc cùng yêu tinh đại lục đương nhiên rất tốt, nhưng lại đối với toàn bộ vị diện cân bằng vô cùng bất lợi. Lúc này còn trở về một chút khí vận, vẫn là một loại thuần túy nhất kia, đương nhiên là vị diện yêu thích rồi. Mà lúc này lôi đình đã cường đại đến trình độ cực kỳ khủng bố, thiên hồ đại yêu hoàng bây giờ muốn ngăn cản cũng không có khả năng, bởi vì một khi ngăn cản Đường Tam đổ kiếp, như vậy lôi đình rơi xuống, toàn bộ thiên đường hóa đều muốn hủy đi, cũng không phải là hủy đi một viên hạt sen đơn giản như vậy. Đạo lôi đình thứ 8 lần nữa giáng lâm, phía ngoài các hoàng giả lúc này đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị, đó chính là lôi đình từ trên trời giáng xuống, hắn là tự hành hướng về trung tâm ngưng tụ, cũng không quá cần tiêu hao bọn hắn càng nhiều lực lượng đi hướng về bên trong áp xúc rồi. Thế nhưng mà, loại này tự hành ngưng tụ lôi kiếp, uy năng lại càng khủng bố hơn, bởi vì không có đi qua cùng với bọn hắn đối kháng quá trình tiêu hao, giống như là lôi kiếp bản thân liền có tư tưởng. Lúc này các hoàng giả thậm chí đều có một chút chết lặng, bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì tình huống có thể dẫn tới thiên kiếp như vậy, thậm chí không cảm thấy được đây là có sinh vật gì đang độ kiếp, bởi vì điều này căn bản cũng không có khả năng thành công. Đạo lôi kiếp thứ 8 giáng lâm, Đường Tam không chút do dự lần nữa dùng linh tề thiên nhãn hấp thụ ra một cái hạt sen, để cho hạt sen vỡ vụn khí vận trả lại. Quả nhiên vẫn như cũ có dùng, lôi đình tại trong vỡ vụn trong quá trình trở lên trên ôn hóa, thậm chí ngay cả thì không chi tháp đối với thời gian, không gian khống chế cũng để một lần nữa có tác dụng, để cho Đường Tam tại trong bị quá trình bên trong trở lên trên dễ dàng không ít. Tinh Tinh nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là lôi kiếp đang khích lệ Đường Tam tiếp tục làm như vậy sao, cái này cũng được sao, mà biến hóa như thế, đều trong dự kiến của Đường Tam. Ngay sau đó, mỗi một khi một đạo kinh khủng lôi kiếp phủ xuống thời điểm đó, Đường Tam đều sẽ phá vỡ ra một cái may mắn hạt sen vừa đi vừa về quỹ vị khí vận. Cho nên, lôi kiếp mặc dù một đạo so với một đạo mạnh hơn, nhưng nó lại giống như là tại chính mình nghĩ biện pháp, không ngừng thông qua các loại biến hóa để cho Đường Tam có thể chịu được. Một lần lại một lần bị Đường Tam ngăn cản, nhưng nương tựa theo lấy khí vận trở về, phía ngoài thiên hồ Thánh Sơn lại tại thu nhỏ thậm chí là sập co lại. 18 mai hạt sen đó là thiên hồ tộc bản nguyên. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng thử nghiệm một ngăn cản, thế nhưng mà khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, nguyên bản bổ về phía lôi kiếp của Đường Tam đã có chuyển hướng xu thế, muốn chuyển hướng giống như là hướng vì hắn công kích. Cái này khiến cho thiên hồ đại yêu hoàng sợ ném trượt vỡ bình, cũng không dám đi ngăn cản. Khi đạo lôi kiếp thứ 16 phủ xuống, toàn bộ địa ngục hoa viêm đều đã bị tán loạn ra lôi đình hoàn toàn chiếu rọi thành màu vàng kim, kinh khủng lôi đình, một đạo gặp một đạo đánh về phía Đường Tam. Lúc này thì Đường Tam toàn thân cũng đã biến thành trong suốt sáng long lanh màu vàng kim, gánh chịu lấy lôi đình đánh trong quá trình, mỗi một lần thần trí của hắn đều sẽ tùy theo đó bay vụt một đoạn. 16 đao Kiểu Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp xuống tới, cảnh giới của hắn đã đến yêu vương đỉnh phong trình độ, tự thân khí tức càng là cực kỳ kinh khủng, trả ra lại đại giới chính là những cái hạt sen may mắn. Phải biết cái này một cái hạt sen liên cần thiên hồ đại yêu hoàng dẫn động toàn bộ vị diện may mắn lực lượng ngừng tụ trăm năm mới có thể tại trong hóa giải vận rủi dưới tình huống đem cái này thuần túy may mắn lưu giữ lại. Cho dù là thiên hồ đại yêu hoàng bình thường tự mình tu luyện thời điểm cũng chỉ là mượn dùng hạt sen phụ trợ tu luyện mà không phải trực tiếp hấp thu. 18 cái càng là đạt tới giới hạn tối đa, mà Đường Tam lại là đem thiên hồ đại yêu hoàng gần ngàn năm vất vả thời gian ngắn ngủi này ở bên trong toàn bộ trả lại cho vị diện, từ đó để cho chính mình tu vi chỉ là từ mới vào thần cấp đã đến thập xa đỉnh phong tả hữu cảnh giới. Cái này khiến cho phía ngoài thiên hồ đại yêu hoàng đã một lần nôn ra máu. Đạo thiên kiếp thứ 17 đúng hẹn mà tới, kinh khủng lôi đình xương nanh múa vuốt tại trong truy vào địa ngục hoa viêm về sau, cơ hồ là trước tiến liên đem địa ngục hoa viêm dựng dậy. Đối mặt với hỗn độn chi khí về sau, mặc dù nhào nhào tán loạn, nhưng tán loạn về sau cái kia từng đạo lôi đình màu vàng kim đều muốn so với Đường Tam thừa nhận đệ nhất đạo lôi kiếp càng khủng bố hơn. Chỉ có điều bọn chúng như trước không có trực tiếp đánh về phía Đường Tam, mà giống như là đang đợi cái gì. Bọn chúng chờ đợi đấy. Đương nhiên là Đường Tam lần nữa phóng thích ra khí vận đi ra, có thể lại có khí vận trở về vị diện. Nhưng mà lần này Đường Tam như trước không có để lại hạt sen may mắn vỡ vụn, mà là tay phải hư không cầm chặt, trên trán kim quang đại phóng, hai thần tam sở kích phủ văn tách ra hào quang óng ánh vô cùng, muốn khó mà hình dung ra cảm giác thiên thần thánh phụ trợ dưới. Hắn lúc này phảng phất trở lên trên vô hạn cao lớn. Tinh Tinh tự thân hình chiếu vẫn luôn luôn ở bên người của Đường Tam, nàng hoàn toàn hoàn chỉnh trải qua toàn bộ thiên kiếp quá trình, nhìn tận mắt Đường Tam tới trong Kiểu Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp lần lượt tẩy lễ hạ lột xác, nội tâm rung động đơn giản có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Chính nàng chính là nhất hoàng giả cường đại, năm đó nàng đang độ kiếp thời điểm, cũng bởi vì thiên phú chắc tuyệt mà động tĩnh to lớn, thế nhưng cùng với trước mắt cái này Kiểu Thiên Thập Địa đại phá diệt yêu thần kiếp đến so, đơn giản chính là quá trẻ con rồi. Cho dù là đệ nhất đạo lôi kiếm phủ xuống thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được cũng không phải là từng là chính mình có khả năng ngăn cản, lại càng không cần phải nói đằng sau một đạo cường thịnh một đạo kinh khủng thiên kiếp, mà tại toàn bộ trong quá trình, Đường Tam nhiều trước thủy trùng cũng duy trì phi thường ổn định tâm tính, cái khi ánh mắt kiên định liền từ đến không có bởi vì lôi kiếp tăng cường mà dao động qua, vẹn vẹn điểm này, liền đè nội tâm của Tinh Tinh tràn ngập xung động, rất hiển nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị đấy, cái này hết thảy tất cả sống như vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Thế nhưng thiên kiếp kinh khủng cường đại như vậy cũng có thể dự liệu sao? Sau đó phát sinh hết thảy càng là không ngừng phá vỡ lấy nàng nhận biết. Mỗi một đạo lùi kiếp giáng lâm, Đường Tam đều sẽ có một loại phương pháp để ngăn cản. Từ lúc đầu Kim Mông biến đến về sau thì Không Trì Tháp phối hợp thì Quang biến, lại đến Khổng Tước biến gia nhập, Âm Dương Nhị Khí tiếp nhận, kỳ dị nhất hai cái kia hỗn độn chi khí tồn tại. Nếu như không có cái kia một giọt hỗn độn chi khí, liền xem như 100 Đường Tam chỉ sợ đều đã bị sức mạnh to lớn của thiên địa đánh chết. Thế nhưng hắn chính là kiên cường như vậy, mỗi một lần lại một lần chặn lại kinh khủng lôi kiếp tể lễ, ở trong lôi kiếp sống sót. Càng làm cho nàng có một chút không thể nào hiểu được, chính là Đường Tam vậy mà không có trực tiếp hấp thụ những cái hạt sen thuần túy may mắn kia, mà là đem những thứ này may mắn lực lượng trực tiếp giao cho thiên kiếp, để cho may mắn ở bên trong thiên kiếp tán loạn. Mặc dù đang loại tình huống này bởi vì lô đình bên trong cũng mang theo nhất định may mắn lưỡng lực để cho Đường Tam tự thân hấp thu, nhưng đây nhất định muốn so với dưới tình huống bình thường chính, hắn trực tiếp hấp thu phải kém hơn nhiều. Tinh Tinh tin tưởng, nếu như tự thân trực tiếp hấp thu, Đường Tam nương tựa theo trong nháy mắt đó tăng vọt may mắn, hẳn là cũng có thể ngăn cản thiên kiếp, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, đem may mắn trả lại tại vị diện, để cho lôi kiếp thái độ trở lên trên mập mờ. Tại sao lại như vậy?